Vâng, chào mừng các bác đam mê năng lượng mặt trời. Cách đây khoảng một tháng thì em có phát lên trên tác cộng đồng ấy, là cái chức năng là sát quyết trác này. Có nhiều bác cũng vẫn chưa hiểu thì chức năng để làm gì. Thì hôm nay em thực tế cho bác xem, và hôm nay cũng rất là cần đến về chức năng này. Là vì sao? Thì chức năng này là được bên app của Rút Bảo ơi cập nhật cách đây khoảng một tháng. Thì hôm đó em có phát lên thì nhiều anh em thấy tự dưng mở app lên thấy cái chữ này xuất hiện mà không biết là chữ gì. Thì khi mà ấn vào cái chữ này thì nó sẽ là chức năng này, nó gọi là sạc nhanh các bác nhé. Sạc nhanh, mà sạc nhanh để làm gì? Thì tình hình là như này, hôm nay là ngày 17 tháng 5 này các bác này. Đây, 17 tháng 5 này. Đó, đây các bác xem bên app điện lực của em này. Đó, trạng thái hiện tại đang có điện này. Đó, sự cố lưới điện tức là sẽ tạm ngừng từ lúc 8:30 cho đến 13:30 ngày hôm nay, một phần xã Tân Thành Đông với xã Bình Mỹ, là em là xã Bình Mỹ. Đó, thế để làm gì, để phải bật chơi cái sạc nhanh lên, tại vì đêm qua nhà em dùng thì nó còn 30 mấy% này. Đó, mà đến sáng nay thì hôm nay thì các bác biết đấy, dậy ra thì đây lúc em đang bật đây đây, mà các bác biết mấy bữa này trời tết này đang rất là âm u nhé. Đó, đó, sáng ra là âm u lắm, kiểu này là tình trạng như này là dấu hiệu là lại mưa đó, nên là phải bật đấy. Mà lát mình đi làm nên là không có ai nhà thì tạm thời mình sẽ bật sạc nhanh đến một lúc. Đó, đây thì khi mà cúp điện thì em phải cái CB này em có hướng dẫn rồi này, cái cách đấu này. Đó thì bây giờ cái này là em gạt lên này để dùng cái điện UPS, hiện tại là điện này không hòa lưới này. Đấy, khi mà mất điện phát là nhà mình cũng không ảnh hưởng gì, các thiết bị vẫn ok. Đó, trước khi ấy thì em sẽ test cho các bác xem mất điện này, hiện tại đồ nhà em đang dùng nha. Này, đồ đang dùng này. Test mất điện này, đây. CB đang bật này. Test mất điện. Đó, nhà không việc sao cả. Các thiết bị vẫn ok. Đó, ok hết này. Đó, sẽ mất đồng hồ này thôi. Mất đồng hồ này thôi. Còn nhà vẫn đang dùng bình thường. Không liên quan, có điện hay không có điện cũng không liên quan gì hết. Đó, nhưng mà lượng pin thì còn 30 mấy% thì một lát nhà em sẽ giặt máy giặt này, và âm u quá thì phải sấy máy sấy. Thật ra là mấy hôm nay thời tiết nó hay mưa đây các bác, mới tối hôm qua mưa nhưng đấy đấy, sau đây là cúp điện nha, nhà vẫn xài bình thường nhưng mà không, mình không đủ điện thôi. Cái lượng pin mình nếu mà nhà bình thường ấy, thì ok, nhưng mà nay nó âm u như này thì gì đó. Đấy, bây giờ sẽ bật điện lấy lưới lên này, bật lưới lên này. Đó, chớp 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 nhấp không bị gián đoạn gì hết nha. Đó, bây giờ em sẽ bật cái chức năng sạc nhanh cho các bác xem nhá. Chức năng sạc nhanh, trước khi sạc nhanh ấy, thì các bác sẽ, đây em sẽ reset lại này. Reset. Đây, cái này nó hơi chậm chịu. Reset lại xíu. Đó, đường chiêng ngã này, mỗi thằng một nơi. Nó mới đang reset lại. Rồi tí máy đang đóng điện, đó, đang đóng điện tạch tạch đấy. Đó, trong vòng 20 giây, trong vòng 20 giây nó sẽ đóng điện lại. Đấy, thì các bác phải vào cài đặt. Để data. Đây. Đó, vào cài đặt này. Đọc dữ liệu này. Đọc dữ liệu này. Các chức năng kia thì không sao, nhưng mà cái phần sạc ở nhà em thường ấy, thì em để sạc là em để sạc có 15 thôi. Đấy, nhưng hôm nay là cúp điện á thì em phải tăng sạc lên. Đây, tăng sạc lên là 30% này. Hôm nay em cài trên app điện thoại á. Đó. Lên 30% này. Đó, bắt đầu về màn hình chính này. Đây, về màn hình chính này. Rồi. Reset lại phần nữa này. Đang là lúc 6:42. 6:45 rồi. Chậm này, chưa reset được. Rồi, 43 rồi. Đấy, coi như bây giờ là lấy hoàn toàn năng lượng mặt trời vào nhà, không lấy lưới, cũng không sạc pin. Đó, bây giờ sẽ bật lên cho các bác xem này. Bật quy trác này. Từ từ nó đang chạy. Đó, bắt đầu lấy điện đấy. Đây. Đang load lại. Đấy, bắt đầu lấy điện vô này. Điện lấy vào này. Điện lấy vào này, bắt đầu sạc này.
trên app thì nó hơi trên máy tính thì thấy nó cập nhật hơi chậm, trên điện thoại xem có vẻ lại thấy lẹ hơn. À, có nhiều bác lại có thắc mắc là trong tháng bây giờ thì em thử một tháng xài không xài điện lưới có được không, thì cái tháng tư bây giờ thì cực kỳ là ok, nó xài không mất một tí điện nào nhưng mà có mất mấy ngày. Đây các bác có thể xem cái trên nhà em đây cái lịch đây, hóa đơn tiền điện đây đây đó, tháng tư này có 27.000 thôi, là mất cái ngày mùng 1 ấy, là người ta ghi ngày 28 đó, là từ ngày 28 đến ngày mùng 1 là bắt đầu em bị mất 2 ngày là không kéo điện này. Đúng ngày mùng 1 là các bác xem video của em các bác thấy đấy, là ngày mùng 1 em kéo điện là mất 2 ngày đó, với cộng với lại thêm 3 ngày nữa trong 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 giữa tháng ấy, là nhà em có khách, đâm ra là buổi tối ăn lẩu nhiều nên là phải bật điện lưới lên, thì đương nhiên nhà em tháng 4 giờ là mất 27 số điện, cho theo 27 số điện, à 27.000 tiền điện, đó là tháng 4. Đó, các thứ là ok hết này, đó tháng 4. Thế còn cái trên lúc bơ này bây giờ nó bị nó chạy chưa, lót lại phát nữa này, lót chạy này, vẫn chưa, à chưa lót rồi, chưa lót đây đây quýt này, không cho bật đây chưa. Ok, à đây giờ mới được này. Đó, đây này. Bật kỳ bật lên cái chữ vàng này. Stop quit này. Đó là tức là giờ mình muốn dừng thì dừng này. Đó, bây giờ mình sẽ gắt lại một tí này. Đó em để 30% là tương đương nó sạc khoảng 1.000W, hơn 1.000W ấy. Đó bắt đầu sạc. Các bạn theo. 804W rồi này. Reset tiếp này. Đó, thấy không? 1192W. Đó, năng lượng thì chỉ có 179 thôi. Đây 107, đây 79 này. Đó, nó sẽ lấy điện lưới rồi mất 1.100. Nhà đang dùng có 160 thôi. Đây các bác cùng xem cái nó lấy lưới đây. Đây. Đó, đây lấy lưới vào này, các bác theo. 1.200 này. Đó, 1.200, 1.900 này. Thì nhà thì đang dùng có 100 mấy thôi. Rồi, lấy rồi này. Đó. Và theo đấy 100 mấy này, à 1.000 mấy này. Ok, đấy thì bây giờ nó sẽ sạc này. Đây nó sạc đi. Đó, nó sạc cái dòng là Changer này, sạc cái dòng 21A. Đó, 21A. Đấy các bạn thấy không? Đó, thì tức nhanh này để làm gì đấy? Thì em sẽ sạc vô đến khoảng tầm đến 50% thôi. Cho sạc 50% thôi là đến tầm 8:30 là cái đồ cúp điện. Thì bây giờ em cho sạc cái 50% là em sẽ ngừng sạc. Đó, còn nếu mà các không muốn sạc thì ấn vào chữ stop này sẽ ngừng sạc. Đó, như hiện tại nó đang 34%. Đó, còn nếu ấn stop lại về bình thường, chạy như bình thường. Đấy là tính năng của cái chữ quick charge này. Đó, còn data này các bác cùng xem cái data trong cái tháng bây giờ nhé.